các bạn. Và bây giờ mình đang ăn gỏi gà nha các bạn. Đây gỏi gà nè, thì có rau răm với gà, với gà bỏ thêm chút muối đường rồi chanh ha, nặng vô rồi rau răm trộn lên đó, rồi ăn chung với muối tiêu này nè các bạn. Muối tiêu lớp á rất là cay ha, rất là ngon ha. Rồi các bạn ăn cùng với mình nha. Đây muối tiêu mình sẽ bỏ vô cái chén này. Đây rau răm ha. Ngon nữa hay gì? Như hả? Ngon mà. Rất là ngon các bạn, cay, muối tiêu thì nó cay. Cái này rất là vừa ăn, nó chua chua nữa. Rồi khi mình trộn cái này á, trộn cái này thì cái mỡ gà nó ra, nó sẽ làm cho cái thịt gà nó trở nên bóng, rất là ngon ha, rất là hấp dẫn. Là thịt rất là dai các bạn, tại vì ở dưới quê đem lên gần bằng sông Cửu Long nên thịt là nuôi á, nên nó rất là ngon ha. Rất là dai, thịt rất là dai và chắc, ngọt ngọt, chua chua mặn mặn. Thôi các bạn ăn cái bát cái này được, muối tiêu phải ngon thì ăn mới ngon ha, ăn mới cái khẩu vị nó mới ra cái khẩu vị. Quá tuyệt vời. Gà mới luộc xong xong rồi làm gỏi các bạn. Rất là ngon.
dài. Mình sẽ ăn một miếng rau răm nữa. Ok, tạm biệt các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ ăn hết cái này đây. Bye bye.